Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ liên tục thay đổi hình thái. Dự báo thời tiết sáng nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa ẩm, mưa xuất hiện các tỉnh thành có tính chất khác nhau. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông, với đồng bằng và trung du mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù về đêm và sáng sớm. Khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ C. Phía Bắc Trung Bộ, đêm trời lạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hôm nay nắng nóng tiếp tục kéo dài. Chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng kéo dài liên tiếp tính đến nay là 18 ngày. Nhiều ngày có nhiệt độ cao 36-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất, ngày phổ biến 45-50%. Dự báo đợt nóng này còn tiếp diễn đến tuần sau. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết các nơi khác ở miền Đông cũng như Vĩnh Long hay Châu Đốc chạm mức nắng nóng 35-37 độ. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chiều nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Sóng cao từ 1 đến 2 mét. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4-5, sóng cao 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét.
Cuối tuần này, hầu hết các tỉnh thành ở miền Bắc nước ta đều ấm áp, có nắng. Chỉ một vài khu vực có mưa rải rác trong ngày nhưng lượng mưa ít. Tại Hà Nội, nhiệt độ thực ngoài trời vào chiều thứ Bảy, 23 tháng 3 là khoảng 32 đến 33 độ C. Ngày mai và ngày kia sẽ tăng 1 đến 2 độ C nữa hoặc hơn. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự, còn một số tỉnh thành như Cao Bằng, Lào Cai thì nhiệt độ cao hơn Hà Nội một chút. Trong đợt nóng này, gần như cả miền Bắc có gió đông nam mang theo hơi nước từ biển vào nên khá ẩm. Và buổi sáng sớm và tối, người dân vẫn có cảm giác nồm ẩm, dù không đến mức như đợt giữa tháng 3 do trong ngày có nắng. Vậy từ giờ đến cuối tháng, có đợt không khí lạnh nào về miền Bắc nữa không? Theo dự báo hiện tại, trong tháng 3, ở miền Bắc không có đợt không khí lạnh nào nữa. Từ nay đến cuối tháng, phần lớn miền Bắc chỉ có gió đông nam. Các tỉnh Tây Bắc Bộ có gió Tây, Tây Nam. Như vậy, thời tiết ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc sẽ có nắng và ấm hoặc nóng đến hết tháng. Nhiệt độ có thể sẽ lên xuống một chút giữa các ngày nhưng không nhiều. Thủ đô Hà Nội luôn có nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều trên 30 độ C, thậm chí 34 đến 35 độ C. Độ ẩm cũng vẫn cao trong những ngày tới. Sáng có sương mù nhẹ, nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ là khoảng 22 đến 24 độ C, ở Tây Bắc Bộ thấp hơn một chút. Những mức nhiệt độ này ở miền Bắc nước ta là cao hơn 5 đến 7 độ so với nhiệt độ trung bình vào tháng 3 hàng năm. Trong tình trạng trái đất ấm lên, đây là xu thế chung diễn ra trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở riêng nước nào. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi hơn 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày, phổ biến 45-55%. Dự báo ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày, phổ biến từ 45-50%. Thời gian nóng nhất trong ngày từ 12 đến 15 giờ. Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi hơn 35 độ C. Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-55%. Dự báo từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%. Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.